Xin được kính chào tất cả các ba anh chị. Thì hôm nay em lại cắt hoa sâm tươi. Thì hoa sâm tươi để uống chống cao huyết áp, chống mỡ máu đi quý cô ba anh chị ạ. Đó, cái mã hoa sâm tươi này thì lúc này thì thời điểm này là bắt đầu vào chính vụ thì nó cũng không được lâu đâu. Đấy, mọi người có thể nhìn này, bắt đầu là có những cái chùm quả nào mà nó ra từ đầu ấy, là bắt đầu là nó đã thành quả to như này rồi. Đó, còn đâu thì cũng vẫn đa số thì nó vẫn còn nhiều. Đây, những cái nụ sâm ấy thì cô bác anh chị có thể quan sát này. Đây, nó vẫn còn đang chùm chím như thế này. Đấy, nó đang chùm chím như này. Và cái lúc này thì cái nụ hoa sâm ấy là nó giàu dinh dưỡng nhất của cái thời điểm này. Là tất cả mọi dinh dưỡng của cây sâm là bây giờ làm được ra bao nhiêu là dồn lên cho hoa sâm để tạo ra quả. Đấy, để tạo ra quả để làm cái thế hệ tiếp theo của cây sâm Lai Châu. Mùa này thì nó được một cái là cái hoa sâm đấy nó sẽ làm ra cho chúng ta một cái gọi là mật ong hoa sâm. Những cái thời điểm này thì bọn em chưa làm về cái mật ong hoa sâm đấy, và cũng có những cái con ong mật ấy đến hút hoa và nó lấy cả phần luôn đó. Nhưng mà cái thời điểm này thì chắc là phải nuôi ong thì chúng ta mới có thể thu được cái mật ong hoa sâm. Không chỉ riêng là mật của hoa sâm, nó là mật hoa của rừng. Nhưng nếu mà ở vườn sâm ấy mà chúng ta có nuôi ong luôn thì chúng ta sẽ có cái mật của cái hoa sâm này luôn. Ở cái thời điểm ấy, một cái khu vườn ấy, nếu mà trung bình nó khoảng tầm 1-2 ha chúng ta nó cho rất là nhiều hoa. Đấy, ví dụ như này chỉ cắt khoảng tầm cỡ 6 luống thì chỉ rơi vào khoảng tầm cỡ 200 m². Đấy, nó cũng số lượng nó cũng rất là ít. Chúng ta sẽ ra được một rổ như này khoảng tầm hơn một yến hoa sâm rồi. Vì thực ra thì cái hoa sâm Lai Châu này, cái cây sâm Lai Châu nó phát triển tích cực và tốt hơn so với cái cây sâm Ngọc Linh. Đó, đấy, nó như thế, và nó chịu được nhiều kiểu cái độ cao thấp. Thì cái biên độ nhiệt của cái sâm Lai Châu này nó cũng sẽ tốt hơn so với sâm Ngọc Linh. Nhưng mặc dù là thành phần hóa học và thành phần dược chất của nó thì đều như nhau. Đó, nhưng nếu mà nói về hoa, nếu đây mà là hoa sâm Ngọc Linh thì không ai cắt. Bởi vì là sâm Ngọc Linh rất là đắt. Mọi người muốn để lại hoa để bán, để làm giống. Đấy, để làm quả và sau đó làm giống. Cái giá trị của cái sâm Ngọc Linh nó quá cao, nó cao hơn rất nhiều so với sâm Lai Châu. Đó, đấy nhá. Nhưng còn đâu thì nói thẳng vào vấn đề thêm một chút, đó là cái sâm nụ sâm này chúng ta có thể về nhà phơi khô. Chúng ta có thể lấy một bó như thế này luôn. Đấy, như bọn em cắt này, chúng ta lấy một bó như này. Đó, lấy một bó như này và sau đó là chúng ta đem về phơi khô. Chúng ta có thể cắt nhỏ luôn, chúng ta phơi khô chúng ta uống cả cái cuống này luôn, không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Bởi vì là thành phần dinh dưỡng và dược chất ở bên trong cái cuống và trong hoa này nó sẽ giống nhau, nó không khác nhau. Đó, đấy, nhưng mà ở trong cái nụ này thì nó sẽ tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó là nhiều dưỡng chất nhất khi mà trong cái củ sâm nó dồn vào đây. Còn đâu ấy, cái hoa sâm Ngọc Linh, hoa sâm Lai Châu này, xin lỗi cứu ba anh chị, là cái hoa sâm Lai Châu này là chúng ta ngâm rượu uống thì nó cũng đắng trước và ngọt sau. Nhưng chúng ta ngâm nhạt nhạt thôi, uống thì nó sẽ thơm. Nhưng nếu mà ai mà gọi là có cái tiền sử với huyết áp thấp ấy thì mọi người không nên uống. Bởi vì uống cái nước ấy, hoa sâm Lai Châu này thì nó sẽ gây ra cảm giác là hoa mắt, chóng mặt, nó mệt. Nên chúng ta chỉ nên uống rượu. Bởi vì sao? Rượu nó là một cái dung môi, và cái rượu thì nó lại làm cho chúng ta có tăng huyết áp. Đấy, thì là chúng ta uống vào thì nó sẽ không ảnh hưởng vấn đề gì cả. Và cái hoa sâm Ngọc Linh, hoa sâm Lai Châu này thì chúng ta có thể khi mà tươi chúng ta có thể vặt ra chúng ta xào ăn luôn, xào thịt bò hay là chúng ta ăn lẩu cũng đều được cả, nó cũng rất là ngon và hợp lý đó. Như cái chỉ có một cái quả này thì ngâm rượu uống thì lại cái vị của quả này nó sẽ khác với hoa. Nhưng cái quả này thì nó sẽ ngâm rượu thì em thích uống rượu quả hơn là uống rượu của hoa, vì em thì không thích cái mùi đắng đắng đấy. Đến chia sẻ thật, ai mà không thích cái mùi đắng đắng ấy thì mọi người không nên dùng, không nên sử dụng cái hàng này. Nhưng nếu ví dụ như cái hàng này thì mọi người có thể chơi một bình, chúng ta ngâm một cân, ngâm một bình khoảng 12 lít rượu đó, hoặc là chúng ta ngâm ít thôi. Nhưng thật ra là chúng ta ngâm khoảng tầm 10-12 lít rượu nó đã là đạt. Bởi vì sao? Dinh dưỡng nó nhiều thì là cái chất lượng của cái hoa này rất là ok.
và chúng ta ngâm rượu nặng này thì sau nó trắng hẳn ra, trông rất là đẹp. Cái phiến này thì nó vẫn vàng vàng, còn ở trên thì nó sẽ trắng tinh. Đấy, trông nó rất là lạ mắt. Đấy, nhìn một bình rượu đấy có thể là nếu mà ai chưa biết thì vào nhà nhìn thì thấy giống như kiểu là chúng ta làm tẩy. Đấy, rất là hay ở chỗ đấy. Còn đâu ấy thì nếu mà để mà nói dùng cái thằng hoa sâm Lai Châu này này thì nó sẽ tốt hơn cái nụ hoa tam thất. Đặc biệt là nó ở cái chỗ là vì là nó là của cây sâm, nó có nhiều saponin hơn, nhiều dạng saponin hơn, và đặc biệt là nó tốt ở cái chỗ đó là cái thành phần saponin của cái hoa sâm Lai Châu này nó sẽ nhiều hơn, phần trăm nó sẽ cao hơn, nên là khi mà chúng ta dùng tốt. Anh chị nào mà có nhu cầu thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại 0368950889 hoặc là số điện thoại 0941632236. Mọi người cứ gọi điện hoặc là nhắn tin hoặc kết bạn Zalo với em sẽ tư vấn cho mọi người là nên dùng như nào. Và đặc biệt thì cái hoa sâm Lai Châu này thì dùng cho những người nào bắt đầu từ vào độ tuổi trung niên, từ khoảng tầm 50 tuổi trở ra chúng ta nên dùng. Thứ nhất là nó sẽ giúp cải thiện giấc ngủ ngon hơn, nó sẽ tăng cường sức khỏe tốt hơn đó. Ở đâu thì mọi thắc mắc về sau ấy, thì mọi người cứ liên hệ với em. Ở đâu thì video này em xin quay đây thôi. Rất là cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi video của em. Kính chúc mọi người ngày mới làm việc vui vẻ, một buổi tối bên gia đình hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.